Đầu năm nay thì Nvidia và AMD đã ra mắt một loạt những mẫu card đồ họa mới. Nvidia thì có 4080 Super, 4070 Ti Super, AMD thì có 7600 XT. Nói chung là một đống card đồ họa mới, nhưng tiêu điểm của đợt ra mắt lần này lại là 4070 Super. Nó có sức mạnh, nó có tốc độ và nó super. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PCM và ở đây chúng ta có card đồ họa. Với mức giá là 600 đô bên trời Tây và về Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Điều này có nghĩa là 4070 Super sẽ giữ nguyên giá so với cả 4070 và số nhân nó sẽ tăng lên đáng kể từ 5888 thành 7168. Thế có nghĩa là cũng gần 4070 Ti rồi. 192 bit giống như là 4070 Ti, 12GB RAM cũng giống 4070 Ti. Và nếu như để thông số của 4070 Super cạnh 4070 Ti thì giống như Nvidia đang bán 4070 Ti vậy. Và khi có trên tay chiếc card đồ họa này, tôi đã làm một cái việc mà bất cứ game thủ nào cũng sẽ làm khi có card mới: chơi game. Những pha click đầu, vẩy tâm, sấy súng, chạy nhảy, bắn ốp, leo trèo, làm phép của tôi đều rất là mượt mà. Mình đã rất tâm huyết để có những cái highlight như này cho anh em. Thế nên là anh em hãy nhớ ủng hộ mình bằng một chiếc subscribe ở phía dưới để mình có động lực để làm những cái video như này và có những cái highlight hay ho hơn, xịn sò hơn với anh em nhé. Và tất nhiên, tôi là game thủ nên tôi sẽ để setting giống như một game thủ bình thường. Không giống những gì mà Nvidia đang quảng cáo. Có nghĩa là DLSS. Có nghĩa là tôi sẽ tắt DLSS đi. Với tôi thì DLSS nó như kiểu hack vậy. FPS thì cũng tăng đấy, nhưng mà delay. Và chính cái sự delay này thì những pha sấy súng, chạy nhảy, bắn ốp, vẩy tâm của tôi sẽ không còn được chính xác nữa rồi. Với cá nhân mình, khi mình trải nghiệm những cái tựa game về chiếc card đồ họa này thì mình không thấy một cái vấn đề gì cả. Và có thể tổng kết lại một cái tính từ rất là đơn giản, đó chính là mượt. Còn để cho các bác có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của nó như thế nào thì đây là những cái thông số mà tôi đã test được với 4070 Super. Với Cyberpunk 2K thiết lập đồ họa cao thì chúng ta sẽ có lượng FPS là 97 FPS, và nếu như thay vì cao để Ultra thì chúng ta sẽ có 85,75 FPS. Hogwarts Legacy cũng 2K, chúng ta sẽ có 91 FPS. Hay là Spider-Man để Very High thì chúng ta sẽ có 184 FPS. So sánh với cả 4070 Ti là 187 FPS, cũng gần mạnh bằng 4070 Ti rồi. Và về cái lượng FPS này, 4070 Super mạnh hơn khá khá so với cả 4070. Nói rằng đây là 4070 Ti thì nó cũng không đúng lắm, tại vì chúng ta sẽ cần phải thẳng thắn với nhau một điều: 4070 Super sẽ yếu hơn với cả 4070 Ti, nhưng mà mạnh gần bằng rồi. Nhưng với cái gói độ phiên bản Super này thì cái hiệu năng của phiên bản Super sẽ tăng lên từ 15-20% so với cả cái phiên bản bình thường là phiên bản 4070, cũng khá là nhiều đúng không? Và với cái khả năng tăng sức mạnh đến như vậy, cũng như là cái việc mà giá của nó giữ nguyên, và điều này nó sẽ khiến cho rất nhiều người quan tâm đến mẫu card đồ họa này, và nó đã tạo ra một cái sức hấp dẫn không thể nào mà chối từ với cả những cái game thủ. Mà không chỉ dừng lại cái việc hấp dẫn thôi đâu, đây là một cái món ăn ngon nhất của dòng 4000 Super năm nay. Khi mà 4070 Ti Super cũng là tăng VRAM đấy, nhưng mà cái hiệu năng tăng lên thì nó cũng không quá là đáng kể. 4080 Super thì nó giống như kiểu là 4080 giảm giá đi, nhưng chúng ta phải thẳng thắn với nhau một điều là không có quá nhiều game thủ sẽ sử dụng và lại lựa chọn cho mình những mẫu card đồ họa cao cấp và đắt tiền như thế. Và thường thường game thủ sẽ lựa chọn cho mình những mẫu card đồ họa tầm trung như thế này hơn. À, và trong danh sách 4000 series thì cũng còn 4060 Ti và 4060. Thôi vứt đi, vứt cái 4060 Ti đi. Và chính vì vậy, 4070 và 4070 Super thì lại trở thành những cái món ăn nó đang ngon và nó cũng hợp túi tiền nhất. Nhưng mà đang nói về hiệu năng trên giá thành thì tất nhiên rồi, câu chuyện bắt đầu đá sang đội đỏ với RX 7800 XT, khi mà cái hiệu năng của con card đồ họa đấy cũng khá là tương đồng với cả 4070 Super, nhưng cái mức giá của nó là rơi vào khoảng là 15 triệu đồng. Nhưng các bạn ạ, tất nhiên khi ăn một cái món ăn 20 củ và một cái món ăn 15 củ thì nó sẽ khác nhau, tại vì nó sẽ có một cái gia vị của 5 củ, và cái gia vị 5 củ đấy đó chính là cache L2 48 MB. Đây chính là chỉ số ẩn của 4070 Super, khi mà cache L2 48 MB này sẽ giúp cho nó làm được những cái thứ mà 7800 XT không làm được. DLSS 3, Ray Tracing cũng sẽ ngon hơn, encoding AV1 sẽ ngon hơn, và khả năng làm việc cũng như là tính đa dụng cũng sẽ ngon hơn so với cả nhà AMD. Nhờ công nghệ này thì Nvidia thường sẽ đi trước AMD từ 1-2 năm. Nói đâu xa, điển hình là DLSS 3 đi, nó đã có một cái sự nâng cấp cực kỳ đáng kể so với cả DLSS 2. Và cái nguyên nhân khiến cho cái sự nâng cấp về những cái mặt công nghệ như thế từ phiên bản 3000 series lên 4000 series như vậy, đó chính là cache L2 năm nay của những chiếc card đồ họa 4000 series rất là lớn. Điển hình như là 4070 Super như này, chúng ta có
48MB cache L2. Và anh em có thể coi là đối với cả 7800 XT ấy, nó sẽ giống như một vị tướng, nhưng mà nâng hết vào chỉ số sức mạnh rồi, còn những cái chỉ số khác thì không nâng. Và đối với cả 4070 Super ấy, thì nó sẽ nâng chỉ số đều hơn. Và đó anh em ạ, đó chính là cái giá của năm cũ. Tất nhiên thì khi mà mua card đồ họa ấy, thì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Nếu như anh em chỉ cần chơi điện tử thôi, chơi game thôi, thì 7800 XT lại mà là một cái lựa chọn ngon hơn, tại vì rõ ràng nó rẻ hơn mà hiệu năng cũng khá là tương đồng. Và nếu như ai muốn một chiếc card đồ họa nó đa dụng hơn, là vừa chơi game vừa làm việc vừa làm mọi thứ ấy, thì 4070 Super. Nói chung là tùy lựa chọn và tùy nhu cầu của mỗi người thôi. Tóm gọn lại phân tích dài dòng như thế thì tổng kết là như thế này đi. Đối với cả 4070 Super năm nay, mình thấy cái mức giá này trong cái thời điểm hiện tại là ổn, kể cả khi mà so sánh với cả AMD. Và nó sẽ đủ đẹp và đủ hấp dẫn cho những ai mà đang muốn nâng cấp cho mình một chiếc card đồ họa mới. Nếu như AMD không giảm giá sâu hơn nữa những chiếc card đồ họa của họ, tạm thời là chưa nhá, thì nó vẫn đang ổn nhá. Giảm giá sâu nữa thì không biết như thế nào. Đang nhắc đến việc ngon ấy, thì cái sự ra mắt của 4070 Super này thì nó lại là một cái kèo rất là ngon đối với cả game thủ. Không chỉ dừng lại cái việc là chúng ta sẽ có một mẫu card đồ họa mới với một cái hiệu năng trên giá thành khá là ổn nhá, mà anh em cần hiểu thêm một câu chuyện là như thế này: 4070 bản thường sẽ được giảm giá. Và đó anh em ạ, ngoài cái kèo này ra, chúng ta còn một cái kèo nữa, đó chính là 4070 được giảm giá sau khi chiếc card đồ họa này được ra mắt. Và đây lại là một cái tin vui thứ hai dành cho game thủ. Mình sẽ dự đoán là đối với cả 4070 nó sẽ giảm từ 100 đô. Và nếu như về Việt Nam mà bây giờ anh em mà mua được một chiếc card đồ họa 4070, mức giá khoảng 17, 18 triệu hay thậm chí là 16 triệu, thì lúc đấy kèo của chúng ta ngon quá, đúng không? Nhưng tất nhiên thì đấy là tin vui thứ hai để mình có thể liệt kê ra thôi. Nhưng đó lại là một cái câu chuyện cho một cái ngày khác và một cái video khác. Và đối với cả những chiếc card đồ họa Super này, khi mà nó được ra mắt thì mình cảm giác đây là một cái cuộc gọi là gì nhỉ, thay đổi về giá của Nvidia sau những cái gì mà họ đã làm. Anh em đã biết rồi, 4000 series bị ăn chửi rất nhiều và bị mọi người nói rằng là nó ngáo giá, tại vì là cái hiệu năng trên giá thành của nó thực sự không tốt khi mà so sánh với cả những cái đối thủ khác, hay thậm chí là so với cả những chiếc card đồ họa hồi xưa. Và sau cái cuộc thay đổi về giá này thì anh em thấy đấy, chúng ta đã có những chiếc card đồ họa với hiệu năng với cái giá thành nó trở nên hợp lý hơn so với cả hồi 4000 series mới ra mắt rồi. Và có vẻ như cái chiến lược này thì phần nào nó cũng đã thành công, tại vì là nếu mà mình đi dạo quanh phố phường, dạo quanh trên internet, thì mình thấy được cái tình cảm của mọi người dành cho Nvidia nó cũng đã dần dần quay trở lại với chiếc 4070 Super này rồi. Tóm gọn lại, đối với cả 4070 Super thì nó có ngon hay không? Ngon. Nếu như Nvidia khi mà họ ra mắt chiếc 4070 từ đầu ấy, với một cái hiệu năng như này và với một cái mức giá như này, thì có lẽ cái cảm tình của mọi người đối với cả Nvidia nó đã khác, có lẽ cái góc nhìn của mọi người đối với cả Nvidia cũng đã khác rồi. Hiện tại thì 4070 Super chúng ta có một cái mức giá nó không bị quá đắt, để mà nói rẻ thì nó cũng không quá là rẻ, nhưng cái hiệu năng nó mang lại của chúng ta đó là gì, như mình đã chia sẻ bên trên, khi mà mình chơi game nó có thể khả năng chiến mọi game ở thiết lập đồ họa 2K. Và mình cũng dễ hiểu tại sao 4070 Super lại là tâm điểm của màn ra mắt lần này. Rồi, và đó là những gì mà mình muốn nói về 4070 Super, một chiếc card đồ họa khá là quyến rũ trong năm nay. Thì không biết anh em nghĩ sao về cái chiếc card đồ họa này, anh em để bình luận dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video. Và mình là Dũng LV, mình sẽ gặp anh em trong những video sau. Tạm biệt anh em.